Hoài niệm tháng tư, chấp bút an nhiên. Tháng tư nhiều hoài niệm và cảm xúc. Con chào đời khi đã dứt chiến tranh. Mỹ Ngụy tuy đã bỏ chạy khỏi thành, nhưng vết thương chúng còn gieo âm ỉ. Bọn giặc Mỹ mang mối thù thế kỷ, gieo tang thương trên mảnh đất quê hương. Căm hận thay kẻ vấy máu dân thường, lại là kẻ cùng chung dòng máu Việt. Qua bao năm sau chiến tranh thương tiếc, quân dân đồng chung đắp đôi bàn tay. Có dựng xây tòa thành nát lâu ngày, mà bọn Ngụy dẫn quân thù đập phá. Đã trải qua 48 năm ròng rã, đất nước mình giờ rạng rỡ biết bao. Độc lập tự do, nụ cười thắm dạt dào. Linh hồn Bác luôn xung quanh nước Việt. Hồ Chí Minh người sống mãi muôn đời, cả một đời người vì nước vì non. Để con dân được no ấm vuông tròn, thoát khỏi cảnh nô lệ cho Mỹ Ngụy. Là dân Việt, ai ơi xin nhớ kỹ, chiến tranh nào cũng đổ máu tâu thương. Trân trọng thay những chiến sĩ quật cường, ngày đêm canh giữ mong bình yên đất mẹ. Tháng tư về nhiên thành tâm nhắc khẽ, hãy cố giữ gìn hòa bình có hôm nay. Bao máu xương ngã xuống kính trọng thay, khắc cốt ghi tâm thắp nén hương tưởng niệm. Việt Nam muôn năm 30 tháng 4 kỷ niệm, 48 năm độc lập thật chẳng phải mơ. Kính tặng vần thơ nhớ ơn bao liệt sĩ, xin một lòng mang bình ổn cho xã hội Việt Nam. Đây là cảm xúc tháng 4 tự hào dân tộc Việt, dòng thơ viết vội với bao thăng trầm, ngổn ngang, trầm lắng. Nhớ quê hương thả hồn nơi chốn ấy, đêm tháng tư an nhiên tự sự. Lần đầu tiên chào ra mắt các anh chị em, An Nhiên yêu Việt Nam. Hành trang xa quê mang trong tim tổ quốc, cuộc sống tha phương khi đất mẹ còn nỗi đau thương. Xây đắp tương lai, sớm mai con luôn nhớ quê hương của mình chỉ hai chữ Việt Nam. Thuở còn hàng vi, nước lệ con ấm ức khi xung quanh mình toàn những kẻ vong nô. Chúng nói xấu cha, cha là Bác Hồ đó, xuyên tạc nơi đất mẹ, quặn lòng con buồn quyết chí đắp tương lai. Để một ngày mai công danh con sáng lạng, đem tiếng nói mình mang sự thật giúp quê hương. Chỉ người lớn lên khi nước Việt còn nghèo khó bởi sự hoang tàn sụp đổ của chiến tranh, nhìn các anh bộ đội canh biển đảo, con thấu hiểu rằng giá trị hòa bình đánh đổi bằng máu của tuổi xanh. Càng thương các anh hy sinh thân vì nước, con luôn nhắc mình tâm vững bước trước kẻ nói không hay. Cho đến hôm nay, sau đại dịch Covid đến, phơi bày thêm sự dối trá của bọn Ngụy vong nô. Hỡi đồng bào ơi, hỡi các bạn trẻ Việt Nam ơi, hãy đập tan bánh vẽ thiên đường ảo. Hãy xứng danh là người con Việt hoàn hảo, làm theo lời Bác dạy, sống phải thật vinh quang. Là người Việt Nam luôn đỉnh đạt một đàn, sống và làm việc theo gương Hồ Chủ tịch vĩ đại. Tuy sống tha hương lời dạy người có nhớ mãi, huyết mạch trong tim da vàng thấm Việt Nam. Quyết không đổi thay dù lời không hay của Ngụy, cờ đỏ sao vàng tổ quốc mãi hai chữ Việt Nam.
Tập thơ là nỗi lòng của người con xa quê như An Nhiên, đêm tháng tư hoài niệm và ngày đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 năm 1975. Và An Nhiên đã sản xuất ra cái bài thơ này vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Quê hương là mẹ, mẹ là người Việt Nam. Cảm ơn các anh chị em thiện lành đã nghe và ghé đọc tập thơ viết vội của An Nhiên. Chúc bình an đến tất cả các nhân loại.